mình cho thêm mấy quả ớt nhá. Đấy, đây là nồi chuột hấp nhé, hấp nhé. Còn giờ cây thì mình vừa làm xong rồi, giờ bắt đầu mình đem đi hấp rồi mọi người ạ. Chú tôi xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình có vào vườn cam rồi mọi người ạ. Cam nhà mình bắt đầu thu hoạch quả chứ mọi người, vào tháng 8 này đấy. Quả to lắm, cam mình sai tầm này. Tất cả là cam hết rồi mọi người. Mình thì dậm này ít, mình không phun thuốc mấy người nhá. Cam không phun thuốc thôi nhá. Đấy, cam xanh nhá mọi người. Cam nhé mọi người nhá, cam của nhà mình trồng đấy mọi người ạ. Còn dưới kia là ngô nhé, toàn ngô ấy. Đấy, đây là ngô non mình vừa mới trồng lúc nãy mưa phun thuốc sâu ăn nhiều quá. Đây là quả na nha mọi người này. Đấy, mình làm được túi quá. To chưa mọi người? Lắm rồi. Này là na của mình tại đất nó tốt. Đất tốt nó quả to. Hôm qua mình có đi đặt mấy chuột nhá. Giờ sáng giờ 5 giờ thì mình thì bắt đầu đi xem nhá, mấy chuột nhá mọi người nhá. Tối lắm. Mùa này sáng dậy như sớm nhiều sương á, sương muối xuống đây trắng toát rồi. Ở Tây Bắc mùa này nó sương nhiều xuống.
lắm. Đấy. Cam lên luôn. Đùi cam này rất nhiều nhưng người ta đã bỏ hoang hết rồi. Bản mấy năm trước là không được mùa. Cam mà xuống giá người ta bỏ hết. Xịt rồi, một cái đấy xịt rồi. Ai em ôi rồi, để được một con mọi người ạ. Sẽ to mọi người. Đây chuột rừng đấy nhá, trên đồi dây nhá, đồi đấy. Ăn tắm cỏ trên chi rồi. Em này tuột rồi. Đây nha, quả lúc đấy mình đi mấy chuột ấy nha, mấy chuột nha. Đấy, 3 con nhé. À em toàn là con to nhá mọi người. Nó lên bái ngô đây người này. Ngô nhà chồng nhá, nó ăn trong ngô. Đây trước mặt thì đùi cam người dân ở trong Phong Phong trồng nha mọi người nha. Này đi vào trong là thung lũng. Đường của mình đi về đấy nhá mọi người nhá. Đây nhá, mọi chuột mình đi bắt được
Qua em đi đặt bẫy sáng nay đấy, đi đi bẫy cho mọi người xem nhé. Đây là chuột trên rừng đấy, mình thui bằng cái củi bằng để mình này mình làm món hóp nhé, còn là nửa lại xào giả cây nhé. Đã bị có đây gừng giềng xả đấy. Giờ mình bắt đầu luộc làm cua trước. Chuột đấy. Cua cháy cùi chưa? Đây là tí này ra đây cua cho vào luộc trước này. Ra đây đây cua cho vào để luộc trước này. Cho cua vào để luộc trước. Cua đấy. Đây bắt cua đi. Cua ở đâu to con này? Cua nhá, cua hôm qua mình đi xoay được mà. Mình đem đi luộc nhá. Cho đi. Giềng xả gừng nhá, thì mình luộc hấp nó lên nhé. Cua rừng đấy rồi. Bóc tất. Đem bắt lên nhé để làm món chuột nhé. Thịt giả cầy thì mình đã nướng qua cho mọi người nhé. Đây, thịt chuột đây, giả cầy đây. Mình nướng qua nhé, giờ mình trộn gia vị nhé. Đây giềng nhá. Xả với cả gừng đó mình đã bầm sắn hết rồi, riêng xà gừng nhé. Mình nấu giả cầy với cái mẻ của mình làm này, làm từ cơm này. Đấy. Mình cho vào những 10-15 phút sau mình xào với tí ớt đấy. Đây cho mình chưa cho ớt xay nhé mọi người nhé. Mì chính rồi để 15 phút nữa mình xào. Đây là món hấp nhá, cho
tí lá xả bên dưới nhé, xong tí lá xả bên dưới này. Đấy, lá gừng này. Xả lá gừng nhé, mình thái thêm tí giềng nữa. Đấy, tí là chanh. Giờ mình xem hấp nhé, mình hấp em nó. Mình cho thêm mấy quả ớt nhé. Đấy, đây là nồi chuột hấp nhé. Hấp nhé, còn giờ cây thì mình vừa làm xong rồi. Giờ bắt đầu mình đem đi hấp rồi mọi người ạ. Đây mình đã hấp xong rồi mọi người nhé, giờ mình chặt ra để trộn với các gia vị. Ở đây là chanh nhé, xả nhé, lá gừng nhé. Đây thì mình trộn vào nhé. Như ơi, dạ. Lấy hai chai bia đi. Trên nhà con còn hai chai bia. Lấy em đây. Ôi, ngồi chào chốt lá băng rồi hảo hết là. Yeah.
Nè, mọi người nha. Đây, bữa cơm gia đình mình đã làm xong nha mọi người nhá. Đây thì là thịt chuột hấp này. Bên kia giả cầy nhá, thịt chuột giả cầy, nhưng đây là cua luộc nhá, ăn măng nhá. Đấy, hôm qua mình giờ đi đặt bánh mọi người. Mời tất cả mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Mời đi. Mời tất cả mọi người ăn cơm. Bát cơm lúc này dưới được còn gì đâu, lúc mì lắm thế. Tao ăn đâu? Ai được ăn ăn gì? Đấy, cua to cua suối cua ăn cơm đi bán cơm nhà ăn cơm đấy, thịt hóp đây này, thịt chuột hóp này đấy, cũng cũng đấy mà nấu giả cây thịt nhưng nấu giả cây đằng kia đấy. Mời mọi người nha, ăn thịt chuột hóp nhá. Cảm ơn. Thịt la con chuột ăn hết gần hết ngô chồng có bầu cái ngô người nó lan nay được thì kia cũng ha rồi mọi người bài cơn từ trong cái kho ngô mà ở trong cái kho đựng đựng cái gì phân nè cũng có còn con to đấy một thời gian nó chạy hết. Ngày đâu mà thấy không điểm là bạc thứ mấy mấy chục khác rồi ra túi rồi vậy. Trên nhà bóng điện để sửa nhiều bán mua bán mua chiều bên nhà tao nhé không có phòng nhà đang bữa đi đi chung ăn ăn mà nó là chay nhưng thơm. Mình đưa cho khoảng rồi đẹp lắm, em nói là chi hả? Cao là chi. Nó sẽ ra nó sẽ rơi bóng điện. Nó mở rơi, nó cứ vào, nó vui. Lâu quá. Lâu cực cực. Như thử đán rồi. Ngọt lắm nhỉ? Ừ, ngọt. Đã ăn với cơm mà. Nấu giả cầy mình cho mặn là cái muối ăn cũng ngon. Nó cái áo xong rồi nó tay quân thằng này nó lấy nó lau. Đấy. Mắt ở đâu? Mắt nhìn lên này này. Ra hết rồi gì nữa? Ngoài đâu bột mà. Ôi, em đừng làm mà bọn. Rồi tên nữa, tí nữa, nó ở đây mà. Lê Thác. Phải gì nó thế rồi. Nó cay vậy. Nó cay, nó tìm lên. Giấy trong bếp, quyền giấy trong bếp này. Em còn ngồi trong một tết của nó. Lao một quần nữa. Như đã cua luôn rồi, cái này trong chỗ rồi chứ. Đặc biệt. Cua luôn. Luộc cua béo to cua này cho thấm bấm vỡ thương thì là hàng số bát nhá cua suối nhất mẹ nhà con về thấy ra này ừ.
Hôm nay cắt cam cho chú Đại lai ra. Đang cắt. Dạ, cắt quýt cho anh. Quýt, quýt. Chiều nay, chiều nay lai ra. Mấy con, mấy nhà ai dặn mấy con nữa. Chị Mai là 5 con, chị Mai vừa là 5 con thôi, chị Mai là 5 con thôi. 5 con, bói. Làm gì? Con ăn rồi, ăn miếng. Ăn miếng em ngon không? Cầm ra nào, cầm lên chóng. Thế nào? Ngon không? Thấy. Dùng bằng tay. Thịt luộc dùng bằng tay chứ. Thịt hấp này đấy. Dài, thịt dừa, chuột dừa dài. Bị mắc Covid nha, cái gì bà không ăn được. Làm người nó bị mắc bệnh, mất vị giác. Miếng ba chỉ đã ăn. Nào ăn miếng ba chỉ đó. Gì à? Đâu rồi? Để xếp cung cung lên. Đây miếng ba chỉ đấy mọi người nhá. Dài đúng không? Hôm kia được 12 con. Trong bếp tần chuột 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 ấy. Ba người như nó phải ăn được nhỉ? Trong bếp với nhà thì ăn nhỉ? Trong bếp tần chuột chuột với nhà. Cứ như kiểu cho ông đầy hai con. Hả? Ăn to con nhỏ. Hôm nay làm bàn to. Bàn to mình nhỏ. Hai con, hôm nay con đi được. Con hết rồi. Dạ. Nó vừa như một đại tượng là chứ thế. Đây này. Cái gì đấy? Con ăn trước. Ngon tật ngon lắm. Ngon lắm. Nên mình đánh từ được 2 ngày nữa. Phải được một yến. Yến bán mình được 2 củ. Còn 1 đi. Đâu? Cái cảm ơn biết thử mang cái châu chấu gì à, châu chấu chứ không có không nào châu chấu gì á con nó bạch như nào mới nhiều bắt được nhiều châu thiền này không châu chấu đen kia kia châu chấu châu chôm gì vâng châu chôm nó xuống à nhiều lắm bố con cho nó ăn mít xong rồi tối nay chủ ra lên mà con đang đủ cho hoàn hoa vũ tối nay đàn cho con tối nay bọn cháu cũng đi bắt đèn tối nay lên bắt là răng cầu làm răng đu cho em bác sĩ là răng cầu đến đó là mày chốt chúng vùng môi thế mà nên là cũng ăn đến lên thì đến ca đến úp đến bắt cho nắng thiệt lấy dỗ úp được nhiều hơn nó là dài nó là mong ngon nên là từ chú tới ra nắng thiệt chân trước là miếng này dai ngon. Nó răng kiểu hôm mà vô tuổi giờ chúng ta là ba lần đi về là cái về đã có lên này. Ra được một cái chai coca trên đời với cả một túi bóng trắng. Cháu lên đời luôn. Một keo để răng và đi ngủ. Qua. Được không? Lấy cái gậy bố đúng vụt. Cái này nó không chạy được. À thì trên trên xoay lên tít trên kia vẫn còn nhiều.
Đây, chạy nó về không? Nhiều bắt. Hôm qua em cổ mới to, nhưng mà chạy. Không phải lên tít tật trên cây kê kia là nó có nhiều. Và thì nó lá nó mới thường để làm nó phát con ạ. Mấy nó là 2-7 cân. Mới chẳng 1 cân thôi mà. Ta biết, mình bắt được rồi ăn, mình ăn. Bán được rồi. Ăn phải hoa, ế, bỏ ế. Không phải bỏ đâu, ăn tất. Ai ăn thế? Tất bỏ tút nó đi trong để trong để ăn ngon. Bỏ bỏ trong ăn mít trong nấu lên là kiểu chua chua. Mình cho vào tại yến đi. Không là mùi thơm thế đấy. Không là ăn được thế đâu. Về cho cổ nó. Nó lắm. Lâu. Lâu, trời. Để chị bóc ra cho không cân. Kệ là nó làm lấy. Không cân em. Không ăn tụi đấy. Lấy. Chị ăn được bao lâu hả? Giờ đây là không. Đấy, béo. Cua to, cua chừng thế. Cua trên núi rồi. Ăn nửa này. Đây này, con này bác con này. Đấy, con này không nè, con này béo này. Được. Ăn con nào thì con này béo. Ông con được béo thôi. Em ăn một miếng thôi này. Cho chị một nửa. Đấy, để ra. Được gạch nó xuống. Đấy. Ngu gì? Đấy, rồi. Ngon. Video mình đến đây cũng xin tạm ngừng. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người thấy hay và cho mình một like và chia sẻ cho mình nhé, mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé.